Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 40: Tâm phiền ý loạn. Phía sau cửa đồng là một thủy lao, dưới ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu, nước trong thủy lao toát lên một màu đỏ máu đáng sợ. Góc trên bên trái thủy lao có một cái lỗ nhỏ, nước suối bên ngoài liên tục chảy vào thủy lao qua lối đó nhưng không biết nước chảy ra khỏi thủy lao theo đường nào trong nước có con gì đó đang bơi lội không biết là rắn hay cá hay là thứ gì khác nữa mà trên vách đá đối diện với cánh cửa đồng thấp thoáng có một bóng người nước trong thủy lao cao chưa đến ngực người kia mái tóc dài rũ rượi không nhìn rõ mặt mũi một tiếng rào vang lên đường lệ từ lao xuống nước lội thẳng về phía bóng người kia rồi bế lên. Mặt người kia ngửa về sau, lộ ra dưới ánh đèn, tái nhợt tưởng như đã chết, chính là A Thùy. Một cái móc sắt thắt vào eo nàng, đầu kia móc sắt ghim lên vách đá. Đường lệ từ dùng tiểu đào hồng chặt đứt móc sắt, bế nàng lên mặt nước, rời khỏi thủy lao. Váy nàng dính đầy máu tươi, sắc máu đỏ thẫm trong thủy lao thấm ra từ váy nàng, đường lệ từ thoáng biến sắc, nàng xảy thai rồi. Nhìn tình trạng này có vẻ đã mất rất nhiều máu, nhưng nàng lại không hôn mê. Đường Lệ từ bế nàng ra khỏi thủy lao, đôi mắt nàng khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, vậy mà còn khẽ mỉm cười. "Đường, đừng nói nữa, ta đưa cô đi tìm đại phu." Đường Lệ từ dịu dàng an ủi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, hôm qua phủ Thúy mang người đánh lên núi Hảo Vân nhưng không thành công, phần lớn đội ngũ của Phong Lưu Điếm đã bị bắt, hai bên không có thương vong quá lớn ta không thấy cô trong đội ngũ lên núi hôm qua cho nên mới. Y còn chưa nói hết câu, A Thùy đã mềm nhũn người, ngất vào lồng ngực Y. Y thoáng đờ người ra, đặt ngón tay lên bắt mạch bên cổ nàng, rồi bế thân thể lạnh như băng trong lòng lên, lao vút ra ngoài. Quãng đường từ núi Hảo Vân đến rừng Tị Phong, đường lệ từ đi bộ mất nửa ngày. Liễu nhãn đã bị phủ thúy coi như con cờ thí, A Thùy được liễu nhãn dùng ái thậm chí còn đang mang thai sẽ gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng đoán được. Nàng vốn bị người ta ghen ghét đố kỵ, có bị hành hạ hay dế, tê chết cũng nằm trong dự liệu, y đi bộ đến đây chẳng qua là đang cân nhắc, rốt cuộc có nên đến hay không. Bốn vạn tám ngàn ba trăm sáu mươi bước, đối với đại cục thì cô gái này quá bé nhỏ, sống hay chết chẳng có ý nghĩa gì, mà đường lệ từ một mình sông lên, nếu gặp nạn tất nhiên sẽ dẫn đến hậu quả khó lường suốt chặng đường này, nếu thấy bất cứ điều gì khả nghi, y đều có thể thoát thân rời đi. Cũng trên chặng đường này, A Thùy sau khi trọng thương lại ngâm mình trong nước lạnh dẫn đến sảy thai, lúc nào cũng có thể chết. Nhưng, nhưng dù sao cũng chưa có gì xảy ra, khi y tìm thấy nàng, nàng còn chưa chết, đó là may mắn của nàng. Đường lệ từ bế A Thùy ra khỏi căn nhà gỗ, dưới ánh trăng có thể thấy toàn thân nàng chi chít vết thương rõ ràng đã phải chịu một trận đòn tàn nhẫn. Trên váy nàng loang lổ vết máu, không biết đã chảy bao nhiêu máu trong thủy lao rồi, cũng không biết những thứ bơi lội trong thủy lao kia có cắn nàng vài miếng hay không. Y lấy trong ngực ra chai thuốc màu xám cho mình vẫn hay dùng, đổ ra hai viên thuốc trắng bỏ vào miệng nàng, rồi xé quần áo nàng ra. Xiêm áo bị xé bỏ, khắp người nàng là lằn roi, miệng vết thương ngâm vào nước bẩn trong thủy lao giờ đây phơi ra màu xám trắng đáng sợ ngấm tia máu nhàn nhạt, nhạt y lấy từ ngực áo ra một chiếc hộp vàng nhỏ trên hộp khắc một con rồng cuộn đuôi với cái đầu bừng bừng khí thế cặp mắt rồng được làm từ thạch anh đen lấp lánh thần thái rạng rỡ dưới ánh trăng nhìn hoa văn trên món đồ này có thể đoán nó vốn thuộc về hoàng cung mở chiếc hộp rồng vàng bên trong là thuốc mỡ màu nâu đen y bôi một lớp thuốc lên vết thương của a thùy lại cởi áo khoác quấn lên người nàng buộc đai lưng cẩn thận, đặt hai chân lên phiến đá, ngửa cổ ra sau cho khí thức thông thuận, sau đó điểm vài huyệt đạo của nàng. Lặng lẽ nhìn nàng vài lần, đường lệ từ mây ngồi xuống một tảng đá lớn bên dòng suối. Y không phải thầy thuốc, đó là tất cả những gì y có thể làm, sống hay chết phải trông chờ vào vận mệnh của nàng. Dõi theo ránh trăng dưới dòng suối, ánh mắt y nhuốm màu mệt mỏi, có lúc mê loạn, có lúc mịt mờ, có lúc thanh tỉnh, có lúc kiêu ngạo. Y dừng lại bên dòng suối bầu bạn với ánh trăng, ánh mắt biến đổi liên tục nhưng cuối cùng chỉ còn lại buồn bực sầu não, đắm chìm trong nỗi cô quạnh. Chờ rất lâu, sắc trời dường như đã thay đổi vài lần, lông mi A Thủy khẽ run run, chậm chậm mở mắt. Đập vào mắt nàng là một khoảng trời xanh, nước chảy róc rách, ánh mặt trời hiền hòa chiếu vào lòng bàn tay trái khiến nàng cảm nhận được hơi ấm. Khẽ quay đầu lại, một chú chim nhỏ màu xanh đang nhảy nhót cách đó không xa, ngậm một cọng cỏ nhỏ xíu, ngoẹo đầu nhìn nàng. Vô tình mỉm cười, A Thùy cựa quậy ngón tay, cảm thấy dưới lưng mình lót một lớp quần áo, trên người lại đắp thêm một tấm áo bào, trong chớp mắt, nàng lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra. Nụ cười trên mặt tức thì tắt lịm, mặt mũi nàng trắng tái đi, mở miệng thì thào gọi. Đường Người đang ngồi bên dòng suối quay đầu lại, gương mặt vẫn ôn nhã thanh tú như xưa khẽ mỉm cười tỉnh rồi sao trên người y mặc một tấm áo trong màu trắng hai tấm áo khoác ngoài đều đắp lên người nàng hiển nhiên người cầm đèn phá cửa xông vào cứu nàng đêm qua không phải là giấc mơ a à, thùy khẽ ho mấy tiếng ngươi ngồi ngồi ở đây cả đêm sao đường lệ từ mỉm cười ta cũng không giúp được gì nhiều có thể tự tỉnh lại đều là công sức của cô nương Sắc mặt nàng tái nhợt che đi gò má ửng hồng vì xấu hổ. "Ngươi, ngươi giúp ta?" Đường Lệ Từ vẫn mỉm cười. "Ta giúp cô nương lau người, đổi thuốc mỡ, chỉ thế thôi." Nàng im lặng hồi lâu rồi thở ra một hơi thật dài, vô cùng mệt mỏi. "Hắn, hắn thì sao?" Nàng không nói hắn là ai, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, Đường Lệ Từ ôn hòa đáp. "Hắn, hắn bị Thẩm Lang hồn bắt đi mất, nhưng ta đoán tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." mi mắt nàng khẽ động, nhìn Đường Lệ Từ không chớp mắt. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: người cũng mệt rồi. Cuộc chiến hôm qua hẳn là rất kịch liệt, khù khù. Thật ra cho dù ta có chết, cũng cũng chẳng đáng là gì. Quả thực không cần Đường Công Tử phải. Đường Lệ Từ ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt ba món tay lên mạch môn của nàng. Ta không mệt. Nàng mỉm cười ảm đạm, nhìn lên bầu trời xanh. Đây là lần đầu tiên ta thấy Đường Công Tử cô độc, một mình. Ta không mệt cũng không sợ cô đơn. Đường lệ từ mỉm cười. cô nương vẫn còn tâm trí lo cho người khác, đã bơ vơ vất vả nửa đời, không nên chết thảm trong thủy lao. nếu cô nương chết đi như thế, sẽ khiến người trong thiên hạ cảm thấy cõi lòng mình nguội lạnh. a à thủy vẫn mỉm cười ảm đạm, từ từ nhắm mắt lại, nàng đã quá mệt mỏi từ thể xác cho đến tinh thần. nếu đường lệ từ chịu nói với nàng vài câu thật lòng thôi, thì có lẽ nàng còn tinh thần để chống đỡ. Nhưng Miệng y nói ra toàn những lời sáo rỗng, không giả dối nhưng cũng chẳng thật lòng, khiến nàng nghe thôi cũng thấy mệt mỏi. Con người ta chỉ có thể buông lòng bản thân trước mặt người mình tin tưởng, cho nên nàng mới ngất đi trong lòng đường lệ tư. Nhưng y lại không chịu nói với nàng vài câu thật lòng, hoặc là, cho đến giờ y chưa từng nói với bất kỳ ai câu nào thật lòng. Y chưa từng buông lòng bản thân, cho nên xưa nay cũng chưa từng có nhược điểm. Trong lúc đầu óc mê man, nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều thứ mơ hồ, sau đó lại ngất đi. Thật ra thời gian không chỉ là một đêm, mà là một ngày một đêm. Đường Lệ từ bế nàng lên, xoay người bước về núi Hảo Vân, suốt một ngày một đêm này y chưa được ăn uống cũng không hề nghỉ ngơi, mà vẫn luôn lặng lẽ ngồi trên tảng đá bên dòng suối kia đợi nàng tỉnh lại. Đường Lệ từ tình nông ý cản, lòng dạ độc ác, dù là nữ nhân kiểu nào một khi rơi vào tính toán của y, dù có là người phụ nữ y coi trọng thì cũng dễ dàng trở thành vật hy sinh mà y còn chẳng nhíu mày. Nhưng, A à Thủy dù sao cũng không ảnh hưởng đến đại cục, dù sao hắn cũng đi 48.361 bước đến cứu nàng rồi lại ngồi đây đợi thêm một ngày một đêm. Với đường lệ từ mà nói, như thế đã là quá nhiều rồi. Núi Hảo Vân, đường lệ từ và chỉ vân đột nhiên mất tâm mất tích, thiệu diên bình nhận được tin tức thật đúng là đã nghèo còn mắc cây eo, nếu không vì treo cổ quá mất mặt thì có khi hắn đã treo cổ từ lâu rồi. Sau khi dư phụ nhân ám sát đường lệ từ thất bại thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngần, gặp ai cũng hỏi. Đường lệ từ ở đâu? Cả ngày lăm lăm kiếm trong tay, không ăn không ngủ, qua một hai ngày đã tiểu tụy sơ xác. Thi thể thượng quan phi đã khâm liệm mà hung thủ vẫn chưa thấy bóng dáng, chuyện ăn ở của hơn 100 tù binh kia cũng là vấn đề to bự khiến Thiệu Diên Bình bận bịu vắt chân lên cổ. Cũng may chừng trăm phong thư đã viết xong xuôi rồi gửi đi, hắn báo cho sư môn và cha mẹ của những cô gái áo trắng áo đỏ này đến đón người, mang về nhà mà đóng cửa dậy dỗ. người đẹp tuy nhiều nhưng hắn không có phúc hưởng. Đang bận bịu sứt đầu mẹ chán thì đệ tử bất ngờ thông báo, đường lệ từ quay về rồi. Thiệu Diên Bình vui mừng hớn hở, vội ra cửa đón, lại thấy đường lệ từ mặc áo trong màu trắng, bế một cô gái bước vào cửa. Hắn kinh ngạc hỏi, đây là... Đường lệ từ khẽ mỉm cười. Đây là nữ tỳ của Liễu Nhãn, A Thủy Cô Nương. Thiệu Diên Bình thở dài. Trước mắt tạm thời không có phòng sạch, đường công tử bế vị cô nương này về phòng mình đi, cũng không còn cách nào khác. Người biến mất là vì đi cứu vị cô nương này à? Chỉ vân đâu? Đường lệ từ quay người đi. Ta phái hắn đi tìm người rồi không cần lo lắng thiệu diên bình gượng cười hắn không lo cho chỉ vân có điều cô gái trong lòng đường lệ từ thì hắn nhớ mặt đây chẳng phải là cô gái áo xanh thần bí một mình đến tìm đường lệ từ vào một buổi tối cách đây mấy ngày sang đường lệ từ tài trí tuyệt luân tâm cơ thâm trầm là nhân tài đang gặp thời không nên bị cô gái không rõ lai lịch kia mê hoặc tâm trí mới phải khi tình thế đang hỗn loạn vì một cô gái mà bỏ mặc kiếm hội trung nguyên không quan tâm đúng là dấu hiệu nguy hiểm. Con mắt đảo qua đảo lại mấy vòng, hắn gọi một đệ tử tới, say hắn đứng đợi ngoài cửa phòng Đường Lệ Từ, nếu Đường công tử có gì sai bảo thì phải tận tâm tận lực, không từ việc gì. Đường Lệ Từ bế A Thùy vào phòng mình, đặt lên giường đắp chăn cho nàng. Phụng Phụng cũng đang nằm ngủ trên giường, A Thùy còn chưa tỉnh lại, Đường Lệ Từ bưng chén trà bỏ lại trên bàn đã nguội ngắt uống một hớp rồi xoay người mở ngăn kéo lấy ra một chiếc áo bào màu màu xanh nhạt khoác lên vai. Y không có tâm trạng mặc áo cho tử tế, chỉ khoác như vậy rồi ngồi xuống cái ghế kê cạnh bàn, một tay đỡ chán, mắt nhìn A Thùy, chẳng bao lâu sau mí mắt Y đã hơi rũ xuống, rồi một lát sau thì từ từ nhắm lại. Thiệu Diên Bình đợi nửa ngày cũng không thấy đệ tử kia báo lại là đường lệ từ sai bảo gì hắn, bản thân hắn sốt ruột như ngồi trên đống lửa, nhịn nữa nhịn mãi cuối cùng không nhịn nổi bản tính tò mò trời sinh. Sau giờ ngọ ba khắc lặng lẽ chạy đến bên ngoài cửa sổ phòng đường lệ từ, ngó vào bên trong. Chỉ thấy Phụng Phụng vẫn ngủ say sưa trong phòng, đường lệ từ đỡ chán nhắm mắt hình như đang dưỡng thần, mà cũng giống một người mệt mỏi quá độ ngủ thiếp đi. Cô gái yên lặng nằm trên giường kia lại đang mở mắt, bình tĩnh nhìn lên xà nhà, vẻ mặt không hề mang chút sợ hãi thấp thòm nào hết thấy thiệu diên bình ngoài cửa sổ đang ngó nghiêng nàng cũng không hoảng sợ chỉ chậm chậm nâng tay phải lên làm động tác xuyệt chấm chân mỏng tuột xuống thiệu diên bình thấy cánh tay nàng chồng chất vết thương khiến hắn giận mình hoảng sợ hai mắt nàng chăm chú nhìn đường lệ từ đôi môi nở nụ cười yếu ớt thiệu diên bình gật đầu li lịa biết ý mau chóng rời đi Nín thở chạy ra xa 17-18 bước, hắn mới thở phào một hơi thật dài, trong lòng càng nghĩ càng thấy lạ đường lệ từ làm gì mà mệt mỏi thế kia mà cô nữ tỳ áo xanh này bị người ta đánh giữ như thế nhưng hình như vẫn không giận dữ oán than nàng quan tâm đường lệ từ như vậy quan hệ giữa hai người nhất định không hề hời hợt không bình thường chút nào thiệu tiên sinh cách đó không xa có một đệ tử kiếm hội đứng đợi hắn ở khúc cua trong góc đình viện nhỏ nhẹ nói tình hình dư thiếu hiệp e là không ổn lắm đâu ban nãy hắn vung kiếm chém lung tung trong phòng, khăng khăng muốn tìm đường công tử, ta thấy đầu óc hắn loạn lắm rồi, cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay đâu. Thiệu Diên Bình buồn bã nhíu mày, thở dài. Để ta đi xem sao. Dư phụ nhân chúng độc hoa vong trần, hoa này vốn là giống lạ, muốn giải độc cực kỳ khó nhăn. Mà độc hoa này chúng càng lâu càng khó giải tận gốc, ảnh hưởng lên tâm trí càng nặng, trừ phi. Thiệu Diên Bình vừa đi về phía phòng dư phụ nhân vừa nhíu mày suy nghĩ, trừ phi để cho người chúng độc hoàn thành tâm nguyện, nếu không thì khó trừ tận gốc loại độc này. Nhưng phải làm sao để dư phụ nhân hoàn thành tâm nguyện? Chẳng lẽ phải cho hắn giết đường lệ tư? Rõ là chuyện cười, chân còn chưa bước vào phòng dư phụ nhân thì một luồng sát khí ác liệt đã ùa vào mặt hắn. Thiệu Diên Bình quýnh quáng tay chân, vội vàng lùi ra khỏi cửa. Định thần nhìn lại thì khẽ kêu thôi hòng bét rồi. Trong phòng, Dư Phụ Nhân đang xóa tóc cầm trường kiếm đứng đối mặt với một người. Người đang rằng co với hắn mặc áo hòa thượng, để tóc dài màu đen, chính là Thượng Sư Phổ Châu. Không hiểu sao Dư Phụ Nhân lại đối đầu với Phổ Châu nữa. Chuyện gì thế này? Thiệu Diên Bình tóm tên đệ tử kiếm hội vừa đến báo tin kia lại, người kia sắc mặt phờ phạc. Tôi không biết. Lúc tôi đi khỏi thì dư thiếu hiệp chỉ phiền não bất an thôi. Bên cạnh có người chen ngang, giọng nói dịu dàng, êm tai. Ban nãy dư thiếu hiệp cứ nhất quyết đòi đi tìm đường công tử. Ta với thượng sư phổ châu vô tình đi ngang qua cửa thì không hiểu sao dư thiếu hiệp lại nhìn lầm thượng sư phổ châu thành đường công tử. Khăng khăng muốn đấu một trận sinh tử với thượng sư để báo thù giết cha. Người vừa lên tiếng chính là cô gái tuyệt sắc Tây Phương đào mặc một bộ váy áo màu hồng. Thiệu Diên Bình nghe được những lời này đúng là giờ khóc giờ cười. Ngoại hình của Phổ Châu và Đường Lệ từ tranh nhau hàng vạn dặm, nhãn lực dư phụ nhân tệ đến thế này chứng tỏ hắn đã điên nặng lắm rồi. Dư Hiền Điện, thật ra cha ngươi vẫn chưa chết trong vụ nổ kia đâu, vậy nên ngươi cũng đừng trách đường công tử nữa. Người đứng trước mặt ngươi là cao tăng của thiếu lâm tử, thường sư Phổ Châu, không có nét nào giống đường công tử cả. Ngươi nhìn kỹ lại xem, hắn không phải đường lệ từ làm sao hắn không biết dư phụ nhân là con trai dư khấp phượng cho được vào cái ngày dư phụ nhân gia nhập kiếm hội hắn đã âm thầm phái người điều tra rõ ràng thân thế dư phụ nhân dư phụ nhân tuổi còn trẻ mà đã có địa vị cao trong kiếm hội cũng chính vì lý do này hắn cố ý phái dư phụ nhân đi mời đường lệ từ tới kiếm hội để âm thầm quan sát phản ứng của dư phụ nhân nên mới thấy một kiếm giết người của hắn đêm đó Thiệu Diên Bình nói một chàng dài nhưng dư phụ nhân hình như chẳng để vào tay câu nào. Kiếm thanh lạc vẫn lóe sáng, mũi kiếm rung rung, khẽ lay động trước mấy đại huyệt trên ngực phổ châu. Dư phụ nhân tuy còn trẻ tuổi nhưng tu vi dùng kiếm không tầm thường, mũi kiếm của hắn không ngừng rung lên khiến phổ châu không thể đoán ra rốt cuộc hắn muốn đâm vào đâu. Phổ châu lạnh lùng nhìn kiếm, trong ánh mắt ôn hòa mang theo một luồng sát khí dường như chỉ cần dư phụ nhân đâm một nhát không trúng thì hắn sẽ đánh trả lại vô cùng ác liệt. Thiệu Diên bình thoáng dùng mình, xem tình hình này thì khó mà giản xếp êm xuôi được. Dư hiền điệt, lời còn chưa dứt, trường kiếm thanh lạc đã đâm thẳng về phía ngực thượng sư phổ châu. Chiều này là vấn mai chỉ lộ, Thiệu Diên Bình đã từng nhìn thấy dư phụ nhân dùng đến nó trước kia rồi. Kiếm này tưởng thật hóa ra là giả, đâm vào trước ngực nhưng chưa chạm ra thịt đã quét ngược lên. Nếu trúng chiêu này thì mũi kiếm sẽ đâm vào cổ họng rồi xuyên qua não mà chui ra ngoài, vô cùng cay độc tàn ác, chính là một sát chiêu hiếm gặp trong kiếm pháp của dư phụ nhân. Hắn tung ra chiêu này trực diện, có thể thấy ý chí muốn giết đường lệ từ của hắn vô cùng mãnh liệt. Phổ châu chắp tay hành lễ, tựa như muốn dùng lực của hai bàn tay kẹp mũi kiếm lại, nhưng mũi kiếm của dư phụ nhân lấp loáng ánh xanh, sau một tiếng. Vút, thì đột nhiên quét lên, đâm thẳng vào cổ họng. Phổ châu nhấc lòng bàn tay lên, vừa vặn túng được mũi kiếm của hắn. Thiệu Diên bình thầm khen một tiếng hay, hai bàn tay hợp lại, bao trùm phương hướng mà mũi kiếm của dư phụ nhân chỉ tới. Có thể thấy thượng sư Phổ Châu đã nhìn thấu điểm mấu chốt trong chiêu vấn mai chỉ lộ này. Mũi kiếm của dư phụ nhân bị kiềm chế, lập tức thu kiếm về, đột ngột đánh ra chiêu thứ hai, một luồng gió rít lại lao thẳng vào cổ Phổ Châu. Thiệu Diên Bình đứng ngoài nhìn mấy chiêu này là biết ngay Phổ Châu không chỉ hơn hắn một bậc, không cần lo đến tính mạng. Dù phụ nhân nổi điên đánh với Phổ Châu sẽ không gây ra thương tổn lớn, ngược lại bản thân hắn hai ngày hai đêm chưa được nghỉ ngơi ăn uống, cứ đánh nhau điên cuồng như thế thì chỉ sau hai ba chục chiêu khí tức đã rối loạn, nếu còn đánh tiếp nhất định sẽ khiến bản thân tổn hại nặng nề. Thiệu Diên Bình âm thầm lo lắng nhưng chẳng thể làm gì. Hai người này đang động tay động chân. Nếu có người ngoài xen vào thì nhất định sẽ chịu đòn tấn công từ cả hai đại cao thủ. Trên đời này làm gì có ai chịu nổi đòn tấn công liên thủ toàn lực của Phổ Châu và Dư Phụ Nhân. Tây Phương Đảo đứng một bên xem trận chiến nhìn Phổ Châu vô cùng chăm chú. Gương mặt xinh xắn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cũng không thả lòng chút nào. Ánh kiếm lóe lên, áo đen bay lượn, hai người động thủ trong nhà dư phụ nhân cầm trường kiếm đánh nhau kịch liệt như vậy mà chẳng hư hại một cái bàn cái ghế nào tiến lùi xoay chuyển nhanh mà tuần tự cũng không phát ra tiếng động quá lớn người vây xem càng lúc càng đông cho dù biết rõ hai người này tuyệt đối không nên động thù nhưng vẫn không nhịn nổi tò mò mà chạy đến hóng hớt thiệu diên bình vừa âm thầm khen ngợi vừa kêu khổ thấu trời xanh quả thực không biết nên ngăn cản thế nào người vây xem ngày càng náo nhiệt khi diễn biến trận giao đấu lên đến cao trào thì chợt nghe tiếng kéo kẹt có người mở cánh cửa gỗ của đình viện chầm chậm bước vào thiệu diên bình liếc mắt nhìn sang người vừa tới khoác áo xanh trên vai mái tóc bạch kim hơi dối chẳng phải là đường lệ từ sao hắn còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì kiếm của dư phụ nhân đã vội vàng đổi hướng nhào về phía đường lệ từ khi y còn chưa nhìn rõ tình hình trận chiến hắn lao người theo kiếm trong nháy mắt ánh kiếm lấp loáng như tuyết, hơi lạnh bắn ra bốn bề, đây này chính là thuật ngự kiếm. Mặt phổ châu biến sắc, năm ngón tay xòe ra đuổi theo kiếm hắn muốn tóm lại. Kiếm này uy lực rất lớn, không đả thương người thì sẽ tổn thương mình, dư phụ nhân còn chưa luyện thành đã bất ngờ xuất kiếm, hậu quả khó mà lường được. Năm ngón tay hắn vừa vung ra, bỗng sau lưng có người nhẹ nhẹ kéo áo hắn khiến phổ châu thoáng ngẩn ra, bàn tay cũng chậm lại. Kiếm của dư phụ nhân lao qua mặt hắn nhanh như chớp, Phổ Châu quay đầu nhìn lại, người vừa ngăn cản hắn ra đòn đang tỏ vẻ sợ hãi, chính là Tây Phương Đào. Đường Lệ từ khoác áo xanh trên vai, vạt áo hơi trễ xuống, tay phải bưng một bát sứ trắng, trong bát không biết đựng thứ gì. Y mới bước một chân vào cửa thì ánh kiếm đã lao thẳng đến trước mặt rồi, tai vừa nghe. Viu, một tiếng kiếm rền đinh tay nhấc óc đã thấy mấy lọn tóc đột ngột đứt rời mang theo hơi lạnh lướt qua gương mặt trong lúc bất ngờ không kịp phản ứng y xoay nửa người chỉ kịp liếc nhìn dư phụ nhân một cái mọi người la lên thất thanh sau đó là một tiếng xoẹt máu tươi bắn lên tường lưỡi kiếm xuyên thẳng qua ngực y đường lệ từ loạng choạng tiến một bước bị thanh lạc đâm xuyên qua người cắm vào tường sâu ba tấc á à. thiệu diên bình há hốc miệng khiếp sợ vô cùng hóa đá ngay tại chỗ trong nháy mắt mọi thứ lặng ngắt như tờ, mọi người ngơ ngác nhìn dư phụ nhân và đường lệ từ, kiếm này của dư phụ nhân thế mà lại đâm chúng. Dù mọi người nghĩ nếu đổi lại là mình thì có dốc hết tinh thần chăm chú đề phòng vẫn tuyệt đối không tránh nổi kiếm này, nhưng đường lệ từ lại bị dư phụ nhân đâm một kiếm xuyên ngực, với võ công tài trí của y thì quả thực khiến người ta không sao tin nổi. Máu tươi men theo tường chảy dòng dòng xuống đất, áo xanh khoác trên vai đường lệ từ bay phất phơ xuống quá nửa. Tay phải y nâng lên, cây bát sứ đang bưng vậy mà không rơi xuống, vẫn nằm vững trên tay y. Trong bầu không khí im lặng chết chóc, dư phụ nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đường lệ từ bằng ánh mắt mờ mịt, hai tay chậm chậm buông thanh lạc ra. Khóe môi đường lệ từ khẽ cong lên, nở một nụ cười trong tầm mắt hoàng hốt của dư phụ nhân. Hắn đảo đảo lùi lại mấy bước, ngơ ngoắc nhìn đường lệ từ vừa bị hắn ghim vào tường. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt áo trong màu trắng của đường lệ từ, thiệu diên bình chợt bừng tỉnh, hô to. Đường, đường công tử. Mọi người ảo ảo chen lên, nhưng đường lệ từ vẫn đứng thẳng không cần ai đỡ. Lưỡi kiếm còn nằm trong ngực y, chỉ cần hơi cửa quậy cũng làm vết thương thêm nặng. Thiệu Diên Bình đưa một tay ra nhưng cũng không dám đỡ y, chỉ gào lên mau mau gọi đại phu. Dư phụ nhân lảo đảo lùi ra khỏi đám đông, dù tận mắt chứng kiến cũng không dám tin mình thật sự giết đường lệ tư. Mọi mọi chuyện xảy ra ban nãy chỉ là ảo tưởng trong cơn cuồng loạn của hắn, không nên là thật. Đường lệ tư đưa tay phải ra trước, thiệu diên bình vội vàng đỡ lấy chiếc bát sứ trong tay y. Bên trong là nửa bát nước trong vắt, ngâm một viên thuốc hình tròn màu vàng nhạt mềm mịn, to chừng quả hạch đào, chưa bưng lên trước mặt đã ngửi được mùi thơm dịu nhẹ thanh nhã. Viên thuốc này chắc chắn là vật quan trọng, cho nên đường lệ từ mới bưng nó không buông, thiệu diên bình nghĩ đến đây liền hỏi. Đây là thuốc trị thương à? Đường lệ từ khẽ mấp máy môi, rồi lại lắc đầu. Người bên cạnh tay chân luống cuống, y đưa tay lên điểm mấy huyệt đảo xung quanh vết thương của mình, lại trở tay rút xoẹt thanh lạc ra. Mọi người đồng loạt kêu lên, kiếm vừa rút, máu tươi cũng theo đó phun ra dữ dội. Thiệu Diên Bình vội vàng đặt bát sứ trong tay xuống rồi đỡ lấy y. Làm sao giờ, làm sao giờ, dư phụ nhân ngươi thật là, thật là hoang đường. Bình thường chỉ có hắn bảo người khác phải. Làm sao, hôm nay đến lượt hắn hỏi người khác, làm thế nào? Thì mọi người đều tái mặt, chỉ biết chố mắt nhìn nhau. Nếu đường lệ từ mà chết thì đại cục giang hồ tiếp theo nên xử lý ra sao? Liễu nhãn bị thẩm lang hồn bắt đi rồi, phủ thúy chưa chết hồng thiền nương từ chạy thoát, thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn còn chưa có, nếu phong lưu điếm sống lại từ trong cho tàn thì phải làm sao? Huống hồ đường lệ từ là nghĩa từ của quốc trưởng, một khi phủ quốc trưởng hỏi tội, thiện phong đường phải ăn nói thế nào đây? Đóng cửa viện lại. Đường lệ từ ho khan vài tiếng rồi thì thào. Viết tên, tất cả những người ở đây vào sổ, khổ. Thiệu Diên Bình đầu óc đang rối tung rối mù chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, đúng rồi, mang giấy bút lại đây, ghi lại tên của tất cả mọi người. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài, nếu lộ ra thì nội gián của thiện phong đường nằm ngay trong số chúng ta. Giấy bút lập tức được dâng lên, trong cảnh hỗn loạn, có người chỉ huy xếp thành hàng, từng người một viết tên họ xuống. Khóe môi đường lệ từ khẽ cong lên, dư phụ nhân nhìn y không chớp mắt, trong tâm trí hỗn loạn của hắn chỉ cảm thấy đó là một nụ cười như có như không, y đang cười cái gì. Y đang cười thật sao? Hay chẳng qua, chỉ là tập mãi thành quen. Tập trung nhìn kỹ lại, đầu óc dần dần tỉnh táo. Hắn nhận ra đường lệ từ rõ ràng bị thương ở ngực nhưng tay lại đè lên bụng. Thế là sao? Trong lúc mọi người ghi lại tên thì thiệu diên bình bế đường lệ từ lên, vội vã trở về phòng y. Phổ châu nhìn chăm chú vào chiếc bát sứ dưới đất rồi nhấc nó lên, xài bước theo sau. Phòng đường lệ từ vẫn yên tĩnh như xưa, thi thoảng vọng ra tiếng trẻ con cười đùa. Thiệu Diên bình bế người vào trong phòng, chỉ thấy một cô gái khoác áo xanh ngồi dựa trên giường, phụng phụng đang bò trên người cô gái kia cười ê a. À. Bỗng dưng Thiệu Diên bình bế đường lệ từ máu me đầm đìa đi vào, cô gái kia thét lên một tiếng kinh hãi, lảo đảo bước từ trên giường xuống. Phụng phụng dầu mỏ, đôi mắt đang cười đổi sang ầm ậm nước, hòa lên khóc rất to. Thiệu Diên bình lòng như lửa đốt, không kịp bận tâm đến cảm nhận của những người trong phòng, vội vàng đặt đường lệ từ lên giường, xé vạt áo trước ngực y, để lộ vết thương do thanh lạc gây ra. Kiếm thanh lạc mỏng manh, đâm xuyên qua người để lại vết thương không lớn, máu tươi sau khi phun ra ào ào cũng đã ngưng lại. Thiệu Diên bình thoa thuốc trị thương cho đường lệ từ, trong lòng dối như tơ vò, vết thương nặng như thế liệu có chữa được không? Phổ Châu cũng nối gót bước vào trong phòng, Đưa bát sứ trắng kia ra trước mặt cô gái áo xanh. Tây Phương Đào đứng ở cửa dịu dàng nói: "Bát sứ này tên là Tẩy Cấu, bất kỳ thứ nước sạch nào rót vào bát đều hóa thành nước tinh khiết không vương bụi trần, thế gian khó gặp, dùng để pha trà ủ rượu đều là tuyệt hảo, dùng để uống thuốc cũng thế." Viên thuốc màu vàng trong bát trông rất giống Đại Hoàn đan của Thiếu Lâm, là thuốc hay dùng để bồi dưỡng căn cơ, cô nương hãy uống đi, đừng phí hoài ý tốt của Đường công tử." chỉ là một chiếc bát sứ trắng bình thường và một viên thuốc, Tây Phương Đào lại có thể nhìn thấu công dụng kỳ diệu của nó, quả nhiên là hiểu biết hơn người. Thiệu Diên Bình nghe nói nó là đại hoàn đan của Thiếu Lâm thì chợt bừng tỉnh. Thuốc này có còn nữa không? Tây Phương Đào chậm rãi lắc đầu. Đại hoàn đan của Thiếu Lâm điều khí dưỡng tức là một phương thuốc điều trị lâu dài, có tác dụng chữa trị nội thương. Mà nhát kiếm trên ngực đường công tử là ngoại thương, cần thuốc chữa ngoại thương thường hàng khác. Cô gái áo xanh nhận lấy bát sứ, trong mắt thấp thoáng vẻ buồn bã. "Sao, sao y lại bị thương?" Sau cơn khiếp sợ, nàng đã không còn hoảng hốt nữa, lúc hỏi câu này đã tương đối bình tĩnh rồi. Thiệu Diên Bình cười khổ, "Chuyện này đều là hiểu lầm thôi." "Đúng rồi, Thượng sư Phổ Châu, đào cô nương, hai vị để mắt đến dư hiền điệt giúp ta." Độc thương của hắn vừa giải, lại gây ra họa lớn thế này chắc trong lòng cũng không dễ chịu. Hãy thay ta khuyên nhủ hắn." Phổ Châu chắp tay thi lễ, chậm rãi rời đi cùng Tây Phương Đào. "A à, Thủy cô nương." Đường Lệ từ tuy thương tích nghiêm trọng nhưng vẫn rất tỉnh táo. "Mời uống thuốc." Cô gái áo xanh bưng bát tẩy cấu lên uống cả nước và thuốc bên trong, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh giường. "Ta không sao, giờ đã khá nhiều rồi." Đường công tử vì ta mà bị thương nặng, A à, Thủy đúng là tội nhiệt sâu nặng. "Thiệu Diên Bình cười gượng." đều tại ta sắp xếp không chu đáo suy nghĩ chưa cẩn thận dư phụ nhất chúng độc phát điên nhưng ta lại không lường trước được hắn thật sự có thể đả thương đường công tử ấy. a à thùy chăm chú nhìn sắc mặt đường lệ từ hơi tái nhợt dẫu mệt mỏi đến đâu bị thương thế nào thì gương mặt y cũng chưa từng thiếu vẻ hồng hào lúc này hai gò má vẫn ửng đỏ quả thực hơi kỳ lạ đường lệ từ mỉm cười là tự ta không cẩn thận khổ khổ Thiệu tiên sinh mấy hôm nay đã khổ cực liên miên rồi, đường lệ từ không giúp được một tay, thật là ngại quá. Thiệu Diên bình thầm nghĩ lúc ta cần ngươi giúp thì có thấy mặt ngươi đâu, lúc này ngươi nằm bệt ra giường rồi, nói một câu ngại quá coi như xí xóa mọi chuyện, quá hời cho ngươi rồi. Thế nhưng ngoài miệng hắn vẫn phải gượng cười. Toàn những việc lông gà vò tỏi thôi, nào có khổ cực như đường công tử lập mưu tính kế. Ngươi tính tâm điều dưỡng đi, Ta đảm bảo với ngươi chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài." Đường Lệ từ vốn đang mỉm cười, lúc này khóe môi lại khẽ cong lên, cất giọng nhẹ bẫng không hề tỏ ra nghi ngờ. "Chuyện hôm nay, làm sao giữ kín được? Ta đã nói không muốn truyền ra ngoài thì kết quả chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài." Thiệu Diên Bình há hốc mồm. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi cố ý muốn người ta đồn đại ra ngoài rằng ngươi đang chịu trọng thương sao?" "Đường Lệ từ khép hờ mi mắt, Kiếm hội đã ra lệnh ngầm miệng thì ai dám rêu rao chuyện ta bị trọng thương ra ngoài. Nhưng nếu đường lệ từ trọng thương thì vạn khiếu trai nhất định chịu ảnh hưởng, phủ quốc trượng nhất định sẽ hỏi tội thiện phong đường, kiếm hội trung nguyên sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió hơn, nói không chừng, phiền toái quá lớn còn lật thuyền, ta nói có đúng không? Chán thiệu diên bình suýt nữa đã tú mồ hôi lạnh, vị công tử này lúc khách khí thì vô cùng khách khí, lúc lịch sự thì cực kỳ lịch sự lúc thẳng thắn thì thẳng thắn đến giành mạch vô tình. Không sai. Đường lệ từ thông thả đáp. Cho nên tin tức này nhất định sẽ lọt ra ngoài, chỉ cần xem dưới áp lực của kiếm hội Trung Nguyên, rốt cuộc là kẻ nào đủ bản lĩnh truyền được tin tức ra ngoài mà không sợ kiếm hội truy cứu. Thiệu Diên Bình hạ giọng. Người thật sự cho rằng trong kiếm hội vẫn còn gian tế của phong lưu điếm sao? Đường lệ từ khẽ cười. Người có biết khi phong lưu điếm tấn công lên núi Hảo Vân, rốt cuộc là ai hạ độc vào giếng nước không? Thiệu Diên Bình xấu hổ. Việc này. Đường lệ từ nói. Lúc đó dư phụ nhân và tưởng văn bác đều ở trong rừng tị phong, là ai hạ hộc vào giếng nước, người không biết, ta cũng không biết. Y thấp giọng ho khan vài tiếng. Người không thấy đây là thời cơ tốt để nhìn ra kẻ đó à? Thiệu Diên Bình hơi biến sắc. Phải, đây đúng là cơ hội để dụ rắn rời hang, nhưng nếu tin tức bị lộ ra ngoài thì cái giá phải trả sẽ rất lớn đường lệ từ đưa tay lên đè bụng, giữa chân mày thấp thoáng nét đau đớn. Cha nuôi ta sẽ không dễ dàng tin chuyện ta chết, còn về vạn khiếu trai, người đưa ta ấn giám, ta viết một bức thư cho. Y nói đến câu này thì hụt hơi, đành thoáng ngừng lại. A Thủy vẫn luôn chú ý đến biến đổi trên sắc mặt Y, lập tức đè vai Y lại. Thiệu tiên sinh hiểu ý ngươi rồi, không cần nói nữa. Thiệu Diên Bình gật đầu lia lia. Vậy ta đi thu xếp, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, cần gì cứ việc nói. Đường lệ từ nhắm mắt không cựa quẩy, Thiệu Diên Bình nhẹ bước rời đi. Hoa 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 hoa. Phụng Phụng đợi Thiệu Diên Bình đi rồi mới dưng dưng khóc hoà lên, túm vạt áo tả tơi dính đầy vết máu của đường lệ từ mà kéo liên tục. Hù hù hù. A à, Thủy Bế nó lên vỗ nhẹ dỗ dành, trong lòng vừa cảm nhận được niềm vui của người làm mẹ, nửa lại lo ông. Gặp đại nạn không chết lại còn được đoàn tụ với con trai đương nhiên rất tốt. Nhưng đường lệ tứ đi chuẩn bị chén thuốc kia mà vô tình bị thương nặng, ngoại trừ lo âu, trong lòng nàng còn có một thứ cảm nhận khó nói thành lời. Đường lệ từ lấy viên thuốc và cái bát sứ kia từ túi đồ tùy thân, nếu đã mang theo người nghĩa là y vốn định dùng nó vào việc gì khác, mà vì sợ nàng xảy thai xong phải kiêng lạnh, không thể uống nước nguội, y chỉ nghỉ ngơi một lát rồi bưng bát sứ định vào bếp nấu một bát canh gừng cho nàng uống thuốc, ai ngờ tự dưng vướng phải tay bay vạ gió nàng khẽ thở dài đời này từng có rất nhiều người đối xử tốt với nàng cũng không ít người yêu nàng tận xương tủy nhưng chưa có ai đối xử với nàng tỉ mỉ chu đáo như vậy mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đây có thể coi như người hiếm hoi trên đời thật lòng đối xử tốt với ngươi mà không cần bất cứ thứ gì hồi báo chăng nàng chưa bao giờ nghĩ mình có may mắn gặp được người tốt như vậy mà đường lệ từ quả thực cũng không giống kiểu dịu dàng vô tư đó Huống chi nàng đã không thể cho y bất cứ thứ gì rồi, việc gì y phải đối xử với nàng tốt như thế. Giữa thế gian hỗn loạn, y dường như là một vị công tử hoàn mỹ vô khuyết, võ công tài trí đều hơn xa người thường. Thậm chí ra thế bối cảnh cũng khó có ai sánh bằng, đáy lòng nàng cảm nhận được sâu sắc. Cái con người không thiếu thứ gì này, sâu trong lòng hắn dường như thiếu vô vàn thứ, tràn đầy khát vọng đấu tranh. Dù y che giấu kín kẽ đến nhường nào, nàng vẫn ngửi thấy mùi vị của đồng loại. Nàng thông minh, lý trí, lạnh nhạt, giỏi khống chế bản thân, thậm chí có thể kiên trì giữ nguyên tắc của mình, rơi vào hoàn cảnh cực đoan cỡ nào cũng chưa từng làm ra chuyện gì đi ngược lại quan điểm nhân sinh của bản thân. Trong mắt người khác, nàng lạc quan bình thản, thích ứng với mọi hoàn cảnh, thậm chí cúi đầu nhẫn nhịn, dường như có gặp kiếp nạn lớn hơn cũng có thể ung dung sống qua ngày đoạn tháng nhưng nàng hiểu rõ bản thân cho dù ẩn giấu tự nhiên và kỹ càng hơn nữa kiềm chế bản thân thành công hơn nữa thuyết phục được mình triệt để hơn nữa nàng vẫn không thể phủ nhận được khát vọng với một gia đình từ tận đáy lòng nàng cảm nhận được trên người đường lệ từ tỏa ra hơi thở giống nàng đó là nỗi khát khao mãnh liệt vượt quá bình thường đối với thứ gì đó bị đè nén thật sâu khiến đáy lòng trống rỗng vô tận không có được thứ đó Nỗi trông rỗng trong lòng cứ ngày càng thêm lớn, rồi sẽ có một ngày nuốt chừng cả xương cốt máu thịt của chính mình. Rốt cuộc y thiếu thứ gì? Nàng ngắm gương mặt ôn nhu bình tĩnh của Đường Lệ từ không chớp mắt, lần đầu tiên nhìn kỹ vết thương nơi lông mày trái của y. Đó là một vết dao cắt ngang lông mày, tình cảnh khi đó chắc chắn rất nguy hiểm. Vầng trăng sáng được vô số ngôi sao vây quanh này rốt cuộc đã bao lần gặp nguy hiểm như thế, đã gặp phải kiếp nạn cỡ nào rồi? trong lúc nàng chăm chú quan sát, chợt thấy nét đau đớn ngày càng hằn sâu giữa hai chân mày của đường lệ tư. Nàng loạn choạng thả phụng phụng xuống cây nôi bên cạnh giường, lấy một mảnh khăn tay thấm nước lạnh trong bình rồi nhẹ nhàng đắp lên chán y. Bên ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng người, một người áo xám đứng đó, dường như đang ngó vào, nhưng ánh mắt lại vô cùng mờ mịt. Đường lệ tư, y chết rồi sao? A à, Thủy khẽ nhíu mày, gắng gượng đứng lên khỏi ghế vịn vào mặt bàn bước đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói. Y bị thương nặng lắm, ngươi là ai? Người áo xám đáp. Dư phụ nhân. A Thùy cười nhạt, sắc mặt trắng tái. Là ngươi đã thương y à? Dư phụ nhân gật đầu, A Thùy nhìn thanh kiếm hắn đang đeo. Thanh lạc đã trở về bao, không để lại vết máu, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Tại sao ngươi phải đả thương y? Nàng nhỏ giọng nói. Hôm trước sau trận đại chiến, y còn chưa được nghỉ ngơi đã chạy đến rừng tị phong cứu ta lại chăm sóc ta suốt một ngày đêm chưa từng chớp mắt nếu không phải thế nàng nhẹ nhàng nói ngươi sẽ không có cơ hội đả thương y dư phụ nhân lại gật đầu ta ta biết a thùy nhìn hắn thêm vài lần thở dài ngươi là con trai dư kiếm vương à dư phụ nhân chấn động a thùy bình tĩnh nói hai người rất giống nhau nếu như ngươi báo thù cho cha thì sai càng thêm sai vì thuốc nổ trong kiếm đường của dư gia kiếm trang không phải do đường công tử đặt, người châm thuốc nổ khiến dư khớp phượng trọng thương cũng không phải đường công tử. Dư phụ nhân biến sắc. Người nói bậy, người đời đều biết đường lệ từ nổ chết ông ấy, là y xông vào kiếm trang đặt hòa dược nổ chết ông ấy, ta. Đôi mắt A à Thủy nhuốm màu mệt mỏi, không muốn tranh cãi với hắn, khẽ thở dài. Dư thiếu hiệp, lời người ta nói không thể tin hết. Cơ thể nàng vẫn còn yếu ớt, Đứng một lúc đã không chịu nổi, rời xa cửa sổ ngồi xuống ghế. Dư phụ nhân thò tay qua cửa sổ giữ tay nàng lại. "Đợi đã, là kẻ nào đặt thuốc nổ ở kiếm đường?" A à Thùy bị hấn giữ lại lắc lắc, sắc mặt trắng tái nhưng thần thái vẫn bình tĩnh. "Là Hồng cô nương?" Dư phụ nhân lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao ngươi hiểu rõ chuyện này như thế?" A à Thùy đáp, "Ta là tỷ nữ của Liễu Nhãn, sau khi Dư Kiếm Vương trọng thương, ta cũng từng chăm sóc hầu hạ ông ấy. Nàng lẳng lặng nhìn dư phụ nhân. Người cũng muốn giết ta sao? Sắc mặt dư phụ nhân cũng tái nhợt hệt như nàng vậy, chợt nghe thanh lạc sau lưng hắn rung lên từng chập, hóa ra dư phụ nhân đã run rẩy cả người không kiềm chế nổi. Y, ta. Hắn buông tay A Thủy ra, xoay người chạy như bay. Ngoài viện có tiếng thượng sư phổ châu trầm giọng quát hắn đứng lại, sau đó lại nghe tiếng ngã hẳn là dư phụ nhân đã bị người ta chặn lại a à thủy ngồi xuống ghế nhìn đường lệ từ dư phụ nhân ra tay đả thương người tất nhiên là do hắn lỗ mãng nhưng đường lệ từ biết rõ hắn hiểu lầm tại sao chưa bao giờ giải thích tại sao đường lệ từ phải nhận mình giết sư khớp phượng bởi vì y thích nổi tiếng y có ham muốn hư vinh mãnh liệt từ khi sinh ra y đã muốn cuộc sống được người khác vây quanh a à thủy khẽ thở dài phụng phụng vốn đang khóc khóc một hồi rồi tựa đầu vào cánh tay đường lệ tư, mơ hồ ngủ thiếp đi. Nàng nhìn đứa bé, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nàng đã xa cách đứa bé này quá lâu rồi, vốn tưởng rằng đời này kiếp này không có duyên gặp lại, vừa rồi tỉnh lại chỉ hận không thể mãi mãi ôm nó vào lòng, mãi mãi không rời xa. Nhưng, có được không? Nàng mang đứa bé đi được không? Ánh mắt nàng lại chuyển sang gương mặt đường lệ tư, đột nhiên, cảm thấy không nữa ngây người ra một lúc rồi khẽ thở dài. Bên ngoài viện, Dư phụ nhân rối loạn tâm trí, điên cuồng chạy ra ngoài, Thượng sư Phổ Châu và Tây Phương Đào vẫn luôn bám theo hắn, nhưng vẻ mặt hắn vô cùng quái dị, tạm thời không thể mở miệng ra khuyên giải, giờ chỉ còn cách lựa thời cơ ngăn hắn lại mà thôi. Phổ Châu phất tay áo, Dư phụ nhân lập tức ngã xuống, Phổ Châu bế hắn lên chậm rãi dìu hắn về phòng. Tây Phương Đào thong thả đi theo phía sau mặt cũng đầy vẻ lo âu. Đi được hơn 10 bước, Phổ Châu bỗng hạ giọng hỏi: "Vừa rồi sao cô lại ngăn cản ta?" Tây Phương đào ngẩn ra, gương mặt liền ửng đỏ. "Ta, ta chỉ lo." "Còn chưa nói hết câu." Nàng đã khẽ thở dài, che mặt đi về hướng tây. Phổ Châu dõi mắt nhìn theo bóng lưng nàng, cõi lòng xưa nay vẫn thanh tịnh đạm bạc chợt dâng lên nỗi hoài nghi, người bạn thân đánh cờ này hình như có tâm sự nhưng tâm bệnh phải dùng tâm dược mới chữa khỏi nếu bản thân không nhìn thấu thì người ngoài nói gì cũng uổng công phổ châu bế dư phụ nhân về phòng rồi thả hắn xuống chỉ thấy thanh niên xưa nay vẫn luôn bình thản tự nhiên cư xử khéo léo này giờ đây nhắm chặt hai mắt khóe mắt còn vương lệ phổ châu mở miệng nói a à, di đà phật giải huyệt đảo cho dư phụ nhân rồi hỏi người thấy thế nào có ổn không dư phụ nhân mở mắt ra cất giọng khàn khàn ta không biết nên làm sao mới đúng. phổ châu thông thả cho chuyện, gương mặt hắn trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng. tuy tuổi không cao nhưng đã có tướng mạo phật hàng ma. làm chuyện sai lầm, tự mình thừa nhận, thành kính sửa đổi, không gì không thể. dư phụ nhân run rẩy nói. nhưng sai lầm của ta không thể tha thứ được, ta suýt nữa đã giết y rồi, ta cũng không biết vì sao lại. phổ châu đưa tay điểm vào bốn huyệt đạo trên đỉnh đầu hắn. Dư phụ nhân cảm thấy bốn luồng khí hết sức ôn hòa truyền vào đỉnh đầu mình. Đầu hắn đã mấy lần có cảm giác muốn nổ tung chợt nhẹ nhõm đi nhiều. Phổ Châu tiếp tục nói: Ngươi chúng độc hoa vong trần nghĩ đến là muốn giết người, ra tay là muốn giết người. Tuy có chất độc quấy phá nhưng dù sao trong thâm tâm ngươi cũng nảy sinh ý định giết người. Hắn bình tĩnh nói: A à, di đà phật. Dư phụ nhân thở ra một hơi thật dài. Cha ta vùi thân trong phong lưu đi ếm đuổi theo danh lợi u mê không tỉnh có lẽ có lẽ ông ấy cũng không biết người châm thuốc nổ biến ông ấy thành ra thế này không phải đường lệ từ mà chính là người bạn bên cạnh ông ấy là cha ta gợi ý cho ta giết đường lệ từ hắn mỉm cười gượng gạo ta biết rõ ông ấy chỉ nói lấy lệ nhằm lợi dụng ta thôi nhưng mà thấy ông ấy rơi vào kết cục bi thảm như vậy ta quả thực không muốn tin ông ấy đang lừa dối ta cho nên gương mặt phổ châu vẫn không có quá nhiều cảm xúc Ngươi không muốn oán trách cha già, nên giận cá chém thớt lên người đường thí chủ, sát ý từ đây mà ra. Dư phụ nhân nhắm mắt hồi lâu rồi gật đầu. Thường sư tâm trí sáng tỏ, đúng là như vậy, chỉ tiếc trước khi động thủ ta không hề hiểu rõ. Phổ châu đứng dậy. Đường thí chủ sẽ không chết dễ dàng như thế. Ngươi hãy buông bỏ ý niệm, đừng cố chấp thêm nữa, y sẽ không trách ngươi. Dư phụ nhân cười khổ. Ta chỉ hận y không thể tỉnh dậy lăng trì ta, y không trách ta, ta càng không biết làm sao cho phải. Phổ châu cất giọng trầm thấp, tự mang theo khí chất thanh tịnh vững vàng. Lúc cần buông thì nên buông, buông bỏ rồi mới giải thoát được. Thông thả nói xong câu này, hắn đã ra khỏi cửa. Buông ư, dư phụ nhân siết chặt hai tay. Hắn đâu phải người xuất gia, cũng không có thành tựu Phật học vững chắc như phổ châu. Nếu có thể buông dễ dàng như vậy thì cớ sao hắn phải bỏ ra 18 năm luyện kiếm vì dư khắp phường cớ sao phải gia nhập kiếm hội trung nguyên chỉ để thường xuyên chạm mặt sư khớp phượng một lòng sùng bái người cha ruột này vì thế mà đổ mồ hôi nước mắt vì thế mà nổi lên ý muốn giết người cuối cùng vì thế mà ngộ thương người vô tội những chuyện này nói thông suốt là có thể thông suốt sang hắn tình nguyện để đường lệ từ tỉnh lại đâm một kiếm giết chết hắn hoặc là bây giờ hắn xông ra bắt sống dư khớp phượng rồi tự sát trong đầu toàn những suy nghĩ lung tung vớ vẩn dư phụ nhân dựa vào thành giường, sống mũi cay cay. Nếu hắn không phải con trai dư khấp phượng, nếu hắn không phải con trai dư khấp phượng thì cần gì phải bước chân vào võ lâm, cũng đâu có làm ra chuyện điên cuồng như thế. Phổ Châu quay về đại sành, kể lại sơ lược tình hình dư phụ nhân cho Thiệu Diên Bình nghe. Thiệu Diên Bình thở phào nhẹ nhõm, hắn còn đang lo dư phụ nhân tỉnh lại thấy đường lệ từ chưa chết, không chừng lại muốn xiên thêm mấy nhát nữa. Nếu đã hối hận thì rất tốt, dẫu sao hắn cũng trúng độc nên không ai trách được. Bỏ qua chuyện của dư phụ nhân, Thiệu Diên Bình lại nghĩ đến chuyện khác. À đúng rồi, bà nãy đào cô nương ra ngoài, thường sư có biết nàng ấy đi đâu không? Phổ châu ngẩn ra. Ta không biết. Thiệu Diên Bình nhìn hắn nghi hoặc, Tây Phương Đào vẫn luôn theo sát hắn như hình với bóng. Hôm nay sao toàn xảy ra chuyện lạ thế nhỉ? Phổ châu thi lễ với Thiệu Diên Bình rồi chậm rãi trở về phòng. Có người bị thương có người trúng độc. Thiệu Diên Bình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài, vung tay viết một phong thư, bảo cho đệ tử mau gửi đi. Nghĩ một hồi lại vội vã gọi tên kia quay về, đổi một đệ tử khác diện mạo thanh tú, áo mũ chỉnh tề, mồm miệng lanh lợi ra ngoài, dặn dò bất kể người nhận thư có nói gì cũng phải kiên nhẫn lắng nghe, luôn miệng đồng ý. Cho dù hắn đưa ra điều kiện lấy đất ở núi Hảo Vân thì cũng phải chấp nhận trước rồi tính sau phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn